Tập 5. Hai người xem gọi bóng gì nhé. Được. Đi nhé, thông thả. Xin mời ngồi bên này. Nào nào, mời ngồi. Nào. Ông chủ còn chỗ không? Mời vào bên trong. Bác Toàn. Bác Toàn à, bác sao vậy? Cho bác giành thắng đi. Bác giành thắng. Chú Hải, một bác giành thắng. Bác thấy không khỏe chỗ nào? Không có gì, chỉ là cứ hay chóng mặt. Nhất định là làm gì quá sức rồi. Như vậy đi, bác lên lầu nghỉ ngơi trước. Không được, cháu xem, nhiều khách còn chưa sắp xếp như vậy. Ông chủ thanh toán, tới ngay đây. Bác Toàn, bác lên lầu nghỉ ngơi đi. Ở đây bọn cháu lo được. Được rồi, được rồi. Các cậu nhanh lên đấy, nhanh lên đi. Biết rồi, xong ngay đây. Bác Toàn, bác đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ hơn rồi. Sức khỏe càng ngày càng kém mà. Không thể cản được. Ông chủ, ông đừng có nói vậy. Hôm nay chạy ấy mà, bây giờ chân tôi còn phát run. Hay là chúng ta tìm thêm người giúp đi. Bác xem, chú Hải nói có lý đấy. Cứ làm theo lời chú ấy đi. Được, vậy chúng ta tìm thêm một người nữa vậy. Dương Lương, mau đi dán thông báo tuyển người đi. Được. Kỳ Tuấn, thế nào rồi? Nghi Lam, em phải nghe anh nói. Chuyện này không đơn giản. Trước mắt chưa có cách nào. Nhưng em đừng đóng lòng, anh đang nghĩ cách đây. Anh nói thật cho em biết. Có phải là không có hy vọng không? Cha của anh là đốc quân mà. Nếu ông ấy cũng không cách nào khác thì em biết làm sao đây? Em chẳng làm được gì hết. Em, Nghi Lam, em đừng nói vậy. Nghe anh nói đã. Anh nhất định dốc sức cứu bắt Tống ra ngoài. Em tin anh đi. Nào, mời vào trong, xin mời vào trong. Dương Lương, qua đây thu dọn đồ đi. Một người. Ông chủ, ông nhận tôi đi. Tôi sẽ làm việc thật là tốt. Bao nhiêu tuổi rồi? Trong nhà còn ai nữa? Trước đây đã từng làm việc chưa? Năm nay tôi 23 tuổi. Trước đây ở nhà làm nước tương. Trong nhà còn một mẹ già. Mẹ không có một thì còn có mấy người? Vậy sao cậu không ở nhà làm nước tương nữa? Tôi muốn mở mang kiến thức. Nhưng tôi nói cậu nghe, làm món ăn không giống làm nước tương đâu. Cần phải đầu óc nhanh nhạy, chân tay lanh lợi. Cậu làm được không? Được được. Để tôi dọn. Đi 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 đi. Để tôi dọn. Anh đợi đã, đợi một chút. Đi 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 đi. Không phải đâu ông chủ. Mau đi đi. Mời cậu. Xin ông dẫn tôi đi. Tôi còn phải nuôi mẹ già ở nhà. Tôi nhất định sẽ học thật tốt. Chỗ chúng tôi không phải trường học cho cậu. Cậu đi đi. Mau đi đi. Ông chủ, đi đi. Đợi một chút. Bác Toàn, cho anh ấy một cơ hội thử xem sao. Chân tay lóng ngóng như vậy. Nhưng có ai trước khi thành nghề không làm vợ bác bao giờ chứ? Dù gì cũng có lần đầu tiên. Hơn nữa anh ấy cũng rất hiếu thuận, cũng muốn dùng chân tay của mình để nuôi sống mẹ. Cho anh ấy một cơ hội đi. Được rồi. Vậy ta để cậu thử việc một tháng, có ở lại được hay không phải xem bản thân cậu. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn cô. Xót cho tôi chén trà đi. Cha,
Làm lớn quá nhỉ, nhị thiếu gia. Lão gia, mọi người đã đến đủ rồi, đang đợi ngài ở trong phòng họp. Ra ngoài với ta. Dạo gần đây tôi đang tìm được một chuyện làm ăn lớn ở nước ngoài. Gia đình Hiên có kinh nghiệm ra nước ngoài nhiều năm, tôi đã tạm thời để Đình Hiên đi xử lý. Bây giờ tất cả các chuyện trong nước sẽ do tôi quản. Tất cả tình hình kinh doanh mọi người phải báo cáo lại cho tôi. Dân, còn nữa, những quy định Đình Hiên ra trước đây cứ làm theo như vậy, đừng vì tôi tiếp quản mà có ảnh hưởng gì. Mọi người phải làm theo quy định, đừng có sai sót. Dân, tan hợp đi. Cha, cha đã là người sắp nghỉ hưu rồi. Chuyện anh cả mất tích đã làm cha buồn phiền nhiều. Bây giờ cha như vậy, con thật sự không thể không lo. Trước khi tìm được Đình Hiên, cha không ra mặt thì sẽ làm người ta nghi ngờ, ảnh hưởng sự nghiệp của chúng ta. Trâu già như cha vẫn phải tiếp tục kéo xe thôi. Cha, để con giúp cha đi. Con nhất định sẽ làm cho sự nghiệp Đường Gia ngày càng phát triển. Con sẽ không làm cha thất vọng. Bây giờ con vẫn nên học cho tốt đi. Tới lúc đó cha sẽ giao lại. Mẹ, mẹ, con về rồi. Sao con về đột ngột vậy? Không phải con đi tìm việc hay sao? Mẹ, mẹ ngồi xuống đã. Mẹ, hôm nay con rất may mắn. Con tìm được việc rồi, con có thể báo hiếu cho mẹ. Tiệm đó tên là Kim Ngọc Mãn Đường. Ông chủ rất là tốt bụng. Sau này mẹ không cần phải làm việc nữa, con rảnh sẽ về thăm mẹ. Được, được. Con trai mẹ lớn rồi, hiểu chuyện rồi. Tốt quá rồi. Không phải Đường đại thiếu gia ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn sao? Đây chỉ là nói với bên ngoài thôi. Từ hôm đó không ai gặp được Đình Hiên cả. Chả trách mấy ngày nay Đường gia các anh liên tục cho người tìm kiếm khắp nơi ở bờ biển. Tôi còn đang thấy khó hiểu. Hóa ra là như vậy. Nhưng đây là chuyện lớn mà. Sau khi đó các anh không nói ra, tôi sợ tuyên truyền ra ngoài sẽ gây phản ứng liên hoàn. Chuyện này trọng đại. Nếu không phải không còn cách nào khác, tôi cũng không đến làm phiền anh. Anh đợi một chút, tôi lập tức cho người đi tìm khắp nơi. Sở trưởng Lưu, tôi vẫn hy vọng không lộ chuyện này ra ngoài. Vậy thì cảm ơn anh. Được, tôi không làm phiền anh nữa, tôi đi trước, đi thông thả. Sở trưởng, Thẩm Kỳ Tuấn, anh Thẩm xin gặp. Thẩm Kỳ Tuấn, sao tự nhiên cậu ta tới tìm tôi? Có phải vì chuyện của Tống Diệu Quốc không? Nói với cậu ta, tôi không có ở đây. Dân, anh Thẩm thật xin lỗi, sở trưởng không có ở đây. Xin hỏi bao giờ anh ấy quay lại? Tôi không biết. Vậy tôi ở đây đợi anh ấy. Anh Thẩm, hay là anh cứ về trước đi, đừng làm khó sở trưởng chúng tôi nữa. Sở trưởng Lưu, cậu Thẩm à, chuyện của Tống Diệu Quốc không phải chuyện cậu có thể quản được đâu. Tôi cũng là làm việc theo lệnh. Xem như tôi xin cậu đấy, đừng tìm tôi nữa. Sở trưởng Lưu, chuyện này tôi hiểu. Có thể làm cho ông Tống vào ngục nhất định không phải nhân vật tầm thường. Tôi cũng biết anh cũng rất khó khăn. Nhưng mà tôi chỉ muốn biết là ai muốn kéo ông Tống xuống. Như vậy cho dù tôi muốn đi xin, cũng phải biết là đi xin ai. Nếu như Tống Diệu Quốc không vi phạm pháp luật thì không ai kéo ông ta xuống được. Nếu như cậu biết vụ án này liên quan tới những người không tầm thường, cần gì phải tự rước họa vào thân? Cách xử lý lúc nào cũng nhiều hơn vấn đề. Bây giờ là thật hay giả còn chưa rõ. Ông Tống chỉ tạm thời gặp chút phiền phức, sớm một gì ông ấy cũng được ra thôi. Như vậy đi, sở trưởng Lưu, anh giúp tôi chuyện này. Hôm nay anh giúp tôi một ân tình. Thẩm Kỳ Tuấn tôi nhớ kỹ, nhất định sẽ để trong lòng tấm ân tình này. Sau này khi ông Tống ra ngoài được thì sẽ không để anh chịu thiệt. Cậu Thẩm, tôi để mặt cậu là con của đốc quân. Chuyện này tôi nói được thì đã nói rồi, còn đừng làm khó tôi.
Nếu như là bình thường, bắt ai thả ai không phải chỉ dựa vào một câu nói của đốc quân sao? Lần này tôi thực sự không có cách nào. Thẩm Kỳ Tuấn, không phải cha nói với con đừng hành động lỗ mãng rồi sao? Tại sao con lại không nghe? Sao cứ phải kéo cha vào cái tội danh lạm dụng công quyền, con hài lòng chưa? Con không làm khó, cũng không cản trở, chỉ muốn biết người chỉ thị phía sau là ai. Như vậy con mới biết bắt đầu từ đâu chứ. Cha, nếu cha không muốn ra tay cứu giúp, Bác Tống sẽ làm ít giữ nhiều. Cha thực sự nhẫn tâm nhìn một người bạn đã giúp đỡ cha nhiều năm rơi vào kết cục như vậy sao? Hơn nữa còn chưa biết suốt cuộc Bác Tống có phạm tội thật hay không. Cho dù Bác ấy có tội thì với tình nghĩa của hai nhà, cha cũng không nên không hỏi han gì như vậy. Con đã nói đủ chưa? Cha, tôi vẫn luôn cho rằng cha là người ân oán rõ ràng, là người coi trọng chính nghĩa. Nhưng chuyện này con đã nhìn lầm cha rồi. Con nói cái gì? Con nói lại lần nữa xem. Cha nói con biết chuyện này, con đừng hòng bắt cha ra mặt. Cái gì mà muốn con trở thành một chính nhân quân tử? Cái gì mà muốn con trở thành một tướng quân thu phục lòng người trong tương lai? Cha, năm đó khi cha dạy con những lời này, cha có từng nghĩ đến bản thân cha có làm được như vậy hay không? Cha muốn con xem cha là tấm gương. Cha muốn con xem kế thừa sự nghiệp của cha, kết quả thì sao? Bản thân cha nói một đằng là một nẻo, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của người khác, chỉ muốn bảo vệ bản thân mình. Nếu như con giống như cha thì trong tương lai con thu phục lòng người thế nào được? Cha có nói cha không cứu ông ấy sao? Cha đương nhiên là nếu cứu được Đường Diệu Quốc có thể trả được nợ ân tình khi con đào hôn, có thể để ông ấy tiếp tục ủng hộ chúng ta. Chút đạo lý này cha không hiểu hay sao? Cha đương nhiên biết mình nên làm gì. Sở cảnh sát là một bộ phận dưới sự quản lý của phủ đô đốc ta. Bọn họ bắt người ta nhất định sẽ biết. Lần này bọn họ dám lạm dụng tư hình, lấy đâu ra gan to như vậy? Phía sau có những ai? Chuyện này cha phải làm cho rõ. Nếu không thì không cứu được người, bản thân cha cũng bị kéo vào. Cha, vậy lỡ như không có gì lỡ như vậy, chuyện này con cứ mặc kệ đi, đợi tin tức của cha. Lai Phúc, cô Dĩnh Ân, sao trời đã tối rồi mà anh còn chưa ăn cơm? Tôi còn chưa làm xong. Bọn họ đâu rồi? Chắc không phải chỉ để lại một mình anh làm việc đấy chứ? Không phải, việc này vốn là việc tôi nên làm. Là tay chân tôi không được nhanh lẹ, phải làm nhiều mới quen được. Vậy thì cũng phải ăn cơm trước rồi tính tiếp. Không được, không được. Nhất định phải làm xong việc mới ăn cơm. Ai nói vậy chứ? Chú Hải. Không phải. Dương Lương. Không phải. Vậy thì Mã Khoan rồi. Ngoài anh ta ra không còn ai nữa. Lai Phúc còn làm gì vậy hả? Mới làm được một nửa. Mã Khoan, tại sao không để cho Lai Phúc ăn cơm? Nhìn cái gì mà nhìn? Sao có thể để bụng đói làm việc chứ? Nếu như anh đói anh có làm việc được không? Không không, bây giờ tôi đi ăn đây. Tôi đi ăn liền đây. Đợi một chút. Lao tay trước đi. Cảm ơn, cảm ơn. Mã Khoan, cậu về phòng trước đi. Dĩnh Ân, cháu cũng lên nhà trước đi. Lát nữa bác có chuyện muốn nói với cháu. Ăn no một chút nhé. Lai Phúc, ngồi đi. Lai Phúc à, cậu cũng đến nhiều ngày rồi. Tôi biết cậu làm việc rất nghiêm túc, cũng rất muốn thể hiện năng lực của bản thân. Mấy người chú Hải cũng không phải có ý làm khó cậu, chỉ là muốn cậu gánh vác nhiều hơn, làm tốt chuyện mình nên. Bác Châu Toàn, tôi biết. Cậu xem nhé. Cậu học cho tốt, làm cho tốt. Còn rất nhiều chuyện chưa hiểu, tôi nhất định sẽ học thật tốt, bác yên tâm. Ăn cơm đi.
Lai Phúc, còn nữa, sau này nếu không có chuyện gì, đừng làm phiền Vĩnh Ân đấy. Vâng. Tại sao cháu không được tiếp xúc gần với Lai Phúc? Cậu ấy chỉ là người học việc trong tiệm, nên chuyên tâm học tập, rèn luyện cho tốt. Chứ cứ bảo vệ cậu ta như vậy, cậu ta không học được đâu. Không học được còn bị người khác chê cười. Chính vì như vậy chúng ta mới cần cổ vũ anh ấy thưởng phạt rõ ràng. Cổ vũ cũng không cần phải. Cũng không còn sớm nữa. Cháu nghỉ ngơi đi. Xin hỏi Sở trưởng Lưu có đây không? Ông là có biết sở cảnh sát thuộc quyền quản lý của phủ đốc quân không? Thẩm đốc quân, xin lỗi, ngài đợi một chút, tôi đi thông báo một tiếng. Sở trưởng, thẩm đốc quân đến tìm anh. Ông ấy tự mình đến sao? Mau cản lại một chút, nói tôi không có ở đây. Sở trưởng Lưu đúng là xuất thân từ thám trưởng mà. Tôi muốn đi vào từ cửa trước, cậu lại đón tôi ở cửa sau như vậy. Đốc quân đại giá quan lâm, khó tránh có chút lo lắng. Đào bời bời, chúng ta làm việc nhiều năm rồi, cậu còn không biết tôi tuổi hổ, không phải tuổi chuột sao? Sở trưởng Lưu, ngồi trên chiếc ghế sở trưởng này, nhìn tinh thần khoan khoái thật đấy. Đã lâu không gặp, trong phủ vẫn ổn chứ? Mấy lời khách sáo thôi bỏ đi, mấy trò giặc đó thì thôi đi. Hiếm khi đốc quân đến đây, tôi nên chào hỏi đàng hoàng, nhưng tôi lại có chuyện gấp, không thể không đi. Để hôm khác tôi đến phủ tạ tội. Thưa Kỳ Lâm, cậu đứng lại đó cho tôi. Tống Diệu Quốc bị phía sở cảnh sát cậu bắt đi, trên dưới cũng không ai nói với tôi một tiếng. Sao đây? Sau này thực sự mong chờ chút bạc đó của cậu để sống qua ngày đoạn tháng sau. Đốc quân à, ngài cũng là người thông minh, chuyện này đã làm ồn ào cả thành. Nếu như ngài nói thả là thả, vậy thì bọn tôi bắt cũng chẳng dám bắt. Thời cuộc bây giờ bất ổn, cậu còn không hiểu cách thay đổi theo thời thế sao? Bây giờ cậu muốn làm phản, có phải còn sớm quá không? Không dám, không dám. Vậy nếu như đốc quân đã nói đến như vậy rồi, tôi cũng không giải thích nữa. Nếu như ngài thật sự muốn cứu người đó, thì có một người ngài có thể đi tìm thử. Người nào? Quá xa là hắn. Tôi còn tưởng là ai. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đương nhiên, đương nhiên. Tiểu thư, đây, cảm ơn. Đã lâu không gặp, vẫn nên chú ý một chút thì hơn. Anh là vị thiếu gia Đường gia, những nơi công cộng như vậy không phải sẽ làm người ta hiểu nhầm quan hệ chúng ta sao? Anh sợ gì chứ? Anh là muốn báo cho tất cả mọi người. Anh không quan tâm, nhưng mà em quan tâm đấy. Dù thế nào đi nữa, sau này người ta còn phải đi lấy chồng. Ngại văn, anh thật lòng đối với em. Em không gả cho anh thì gả cho ai? Chúng ta chỉ mới gặp nhau mấy lần, em còn chưa hiểu rõ về nhân phẩm của anh. Sao anh đã nói đến chuyện kết hôn rồi? Anh là thật lòng thật dạ thích em. Còn về cách làm người của anh đồng ý tiếp nhận thử thách. Đi thôi, anh đưa em đến quán cà phê. Đi. Con vội vàng tìm chúng ta đến đây là có chuyện gì? Cha, con nhớ cha từng nói với con, phải lập gia trước, để ổn định mới có thể lập nghiệp. Trước đây con không cho là như vậy, nhưng từ sau khi đại ca mất tích, con nhận thấy trách nhiệm của mình càng lớn. Sau đó thì sao? Con quen biết với một cô gái, cho dù gia thế, nhân phẩm đều rất hợp với con. Con muốn kết hôn với cô ấy, để sau khi ổn định, có thể toàn tâm toàn ý phấn đấu vì sự nghiệp của Đường gia chúng ta. Hiếm khi định lượng, muốn ổn định, đây là chuyện tốt. Nói xem là con gái nhà ai, hôm nào con dẫn đến để chúng ta xem. Con đã quen với cô gái đó bao lâu? Sao không nghe thấy con nhắc tới bao giờ?
Anh con thì mới mất tích vài ngày, con đã quen biết với một cô gái có thể bàn chuyện cưới xin. Đây không phải lúc đâu. Chuyện hôn nhân không phải là trò đùa, càng không phải là cá cược. Cha, con chưa từng xem hôn nhân là trò đùa, càng không dám nói là cá cược. Nếu như con kết hôn với cô gái này, con kết hôn vừa có thể kế tục nhà họ Đường, vừa có thể phân bớt ưu phiền của Đường gia, đây không phải đẹp cả đôi đường sao? Nếu như Đình Lượng muốn ổn định lại, vậy thì đừng trút giận lên thằng bé nữa. Tôi không trút giận lên nó. Hôn nhân vội vội vàng vàng như vậy có kết quả tốt gì? Tôi không muốn suốt ngày cãi giả, xong rồi ly hôn, mất hết mặt mũi Đường gia chúng ta. Không đâu cha, con là thật lòng thật dạ thích Kim tiểu thư. Bọn con nhất định sẽ yêu thương lẫn nhau, cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Muốn kết hôn cũng được, nhưng bây giờ thì không được. Con chưa rõ anh cả con thế nào, bây giờ cha làm gì, có tâm trạng tổ chức hôn lễ cho con. Hơn nữa Đường gia chúng ta là người có địa vị, sau khi con kết hôn, anh cả con không có mặt, sẽ làm cho mọi người nghi ngờ. Chuyện kết hôn cứ tạm quản đã. Cha, con đừng nói gì, cứ quyết định như vậy đi. Dân, vậy con về phòng trước đi. Ta vì chuyện này móc nối rất nhiều quan hệ, đắc tội với một số người, còn nợ Lý Tường Hy một ân tình. Hy vọng sau khi anh Diệu Quốc ra ngoài, có thể tiếp tục ủng hộ quân đội của ta. Cha, Nghi Lam, cha vất vả rồi. Cha, chúng ta về nhà thôi. Chúng ta về nhà thôi. Anh Diệu Quốc, anh đã chịu khổ rồi. Nhưng mà cuối cùng trời quang mây tạnh rồi. Chúc mừng anh. Bác Tống, bác chịu khổ rồi. Đại ơn đại đức cả đời khó quên. Là người nhà cả mà, vào lúc nguy cấp sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Anh Diệu Quốc bình thường nuôi binh ngàn ngày, vào lúc nguy cấp tôi cũng phải để anh dùng trong một giờ chứ, đúng không nào? Đoạn thời gian trước, vì chuyện hôn nhân của hai đứa, tôi không hiểu cho hai người trong một thời gian. Không ngờ vào lúc hai cha con tôi không nơi nào để dựa vào, các anh đã đưa tay giúp đỡ. Thật là ứng nghiệm với câu nói bạn bè vẫn là bạn thân mới tốt. Bạn bè đương nhiên là bạn thân mới tốt. Với giao tình mấy chục năm giữa tôi và anh, sao có thể vì chuyện hôn nhân của hai đứa mà mất đi hòa khí? Chuyện người trẻ tuổi cứ để bọn nhỏ tự giải quyết với nhau. Anh nói xem có đúng không? Khi ở nước ngoài em gặp khó khăn thì sẽ tìm anh, còn anh cũng sẽ giải quyết vấn đề giúp em vào lúc em cần nhất. Kỳ Tuấn, cảm ơn anh. Nghi Lam, em được khách sáo như vậy, quan hệ của chúng ta đã không giống trước đây nữa. Khách sáo một chút cũng là nên làm thôi. Tuy rằng đây là kết quả em không muốn nhất. Nghi Lam, em biết. Anh yên tâm đi, em sẽ không ép anh đâu. Em đã bị dạy dỗ một lần rồi. Chuyện tình cảm phải từ từ. Ít nhất anh vì chuyện của em mà không ngại đắc tội với quyền quý. Như vậy trong lòng của anh vẫn có em. Em đã hạ quyết tâm từ lâu rồi. Em sẽ đợi anh. Đợi anh quên đi cô gái đã chết đó.
Cậu làm gì vậy? Muốn chết sao? Vào đi. Cô Vĩnh Ân đang may quần áo sao? Đúng vậy, quần sách thì phải may lại chứ. Sao lại may nhìn như con sâu vậy? Trong nhà là mẹ tôi giúp tôi may lại. Một người đàn ông không biết làm chuyện may giá cũng bình thường thôi. Để tôi may giúp anh. Không được, không được. Sao có thể làm phiền cô Vĩnh Ân? Anh còn gọi tôi là cô Vĩnh Ân, tôi sẽ giận thật đấy. Chúng ta là bạn mà. Cảm ơn nhé. Nhưng quần của anh màu đen, sao lại dùng chỉ trắng để may vậy? Lấy chỉ đen qua đây. Chết rồi. Sao vậy? Tôi không có chỉ đen. Trong phòng tôi có. Đi theo tôi. Tôi dạy anh cách giá quần. Được. Thật sự cô giá giống y như mẹ của tôi vậy. Vĩnh Ân cô giỏi thật. So với cô tôi đúng là ngốc thật đấy. Vậy còn phải xem là chuyện gì. Có những chuyện anh làm được tôi không làm được đâu. Ai? Cậu làm gì vậy? Bác Toàn, không phải đâu. Lai Phúc lên đó. Vĩnh Ân, cảm ơn cô nhé. Được cách sáu, được rồi. Đừng động. Cậu làm gì vậy? Cậu muốn làm gì? Làm gì đâu, bác Toàn. Tôi chỉ là thấy trên đầu của Vĩnh Ân có cái này nên lấy xuống giúp cô ấy. Đạo lý nam nữ thủ thủ bất thân cậu không biết sao? Ban đầu tôi cảnh cáo cậu rồi, không cho cậu lên phòng của Vĩnh Ân. Cậu xem là tôi như gió thoảng bên tai sao? Không phải đâu bác Toàn, bác đừng giận. Là cháu bảo anh ấy vào. Vĩnh Ân, cháu để cậu ta tùy tiện vào phòng cháu. Cháu không biết tránh lời dèm pha sao? Bác Toàn, cháu cậu ngay sau đó làm gì? Lập tức thu dọn đồ. Cút đi đi cho tôi. Đừng mà bác Toàn. Cậu cút đi cho tôi. Bác Toàn. Bác Toàn, cút đi. Bác Toàn, bác không sao chứ? Lai Phúc, anh đừng đi. Cháu làm gì vậy? Bác Toàn, bác đừng đuổi Lai Phúc có được không? Cháu còn nói giúp cậu ta. Chuyện này là cháu sai, là cháu sơ ý, không liên quan gì tới anh ấy. Vĩnh Ân, cháu quên rồi sao? Cháu là người đã có vị hôn phu. Đời đủ 18 tuổi, cháu sẽ phải đến phủ đốc quân để kết hôn. Trước đó, nhất định không được có thiện cảm với bất kỳ người đàn ông nào. Cháu có hiểu chưa? Bác Toàn, cháu... hôn ước đó đã không còn nữa rồi. Không còn nữa. Là chuyện lúc nào vậy? Là... Lai Phúc, anh xuống lầu trước đi. Mấy tháng trước, bọn họ đã đến nhà cháu để hủy hôn rồi. Có chuyện như vậy sao? Cho dù thế nào, chắc cũng là đại tiểu thư của Kim gia. Chuyện có lúc này lúc khác. Lúc đó tuy rằng môn đăng hộ đối, nhưng 18 năm sau, gia tộc từ đời nhà Thanh có là gì đâu chứ. Thậm kỳ tuấn đó là từ nước ngoài về, học được nhiều kiến thức. Sao có thể thích cô gái còn chưa từng ra thế giới bên ngoài như cháu? Vĩnh Ân, cháu còn nhỏ là chịu nhiều ấm ức như vậy. Sao cháu không nói sớm? Sao lại giấu ông già như bác chứ? Bác Toàn, không phải cháu có ý giấu bác đâu. Cháu chỉ là nghĩ chuyện này đã qua rồi thì không nên nhắc lại nữa. Cháu xem như một giấc mơ thôi. Bọn họ bị mù mắt rồi. Bọn họ sẽ hối hận thôi.
Bọn họ có hối hận hay không đã không liên quan đến cháu. Cháu đã không quan tâm nữa rồi. Còn về Lai Phúc đó, cháu thấy tuy rằng so với người khác anh ấy ngốc nghếch hơn, nhưng cũng rất tốt bụng. Anh ấy là người tốt. Bác Toàn, bác đừng đuổi anh ấy đi. Bác cho anh ấy thêm một cơ hội nữa. Giống như lúc bác nhận cháu ở lại, để anh ấy ở lại đi, có được không? Hơn nữa anh ấy cũng không làm gì cháu. Có được không bác Toàn? Được rồi, chỉ cần có thể làm cháu vui thì bác đồng ý với cháu. Nhưng mà cháu phải hứa với bác, phải biết chừng mực đấy. Bác Toàn, bác yên tâm đi, cháu nhất định sẽ biết chừng mực. Dừng xe, dừng xe. Xin lỗi cháu, đã làm váy của cháu bị bẩn rồi. Phía trước có cửa hàng đồ tây, bác đi mua chiếc mới cho cháu thay. Không cần đâu, bác thấy mưa cũng phải mất một lúc. Như vậy đi, chị ở phía trước không xa, chúng ta xem đi vào đó tránh mưa có được không? Cũng được. Nào, lái xe đi. Dân, cảm ơn. Bà chủ, bà chủ, Đường phu nhân, sao bà đến ngày mưa vậy? Đúng vậy, cô gái này bị mưa ướt, mau tìm bộ đồ cho cô ấy thay đi, đừng để cô ấy bị cảm lạnh. Được, mời cô qua này. Cô ơi, cô xem đi, trong đây cô có thích mẫu nào không? Được. Đẹp thật đấy, tìm được phu nhân chọn đúng là không tầm thường. Đương nhiên rồi, bà ấy là phu nhân của đại phú hào Đường Tề, đương nhiên có mắt nhìn rồi. Bà ấy vẫn luôn âm thầm quan sát mình. Lẽ nào Đường Đình Lượng tìm bà ta đến thử mình? Bộ này không tồi đâu, là phiền cô. Bác xem bộ này thế nào? Đẹp, mau thay đi, đừng để bị lạnh đấy. Vậy cháu đi thử. Cô ơi, phòng thử đồ bên này. Cảm ơn. Bác gái, cháu mặc bộ này đúng là đẹp thật đấy. Một cô gái như cháu còn kém so với bác gái nhiều lắm. Bác gái, bác có mắt nhìn thật. Bác xem bộ đồ của bác vừa tao nhã vừa hào phóng. Mặc trên người bác làm tôn lên khí chất bất phàm của bác. Cháu có anh chị em gì không? Không có, nhà cháu chỉ có mình cháu thôi. Cô ơi, đây là quần áo của cô. Bác làm bẩn quần áo của cháu, tặng cháu một bộ là chuyện đương nhiên. Cháu không thể nhận. Quần áo của cháu về nhà giặt là được. Hoặc là bộ đồ trên người của cháu hôm khác cháu gửi lại cho bác. Đứa trẻ ngốc này bác cũng đâu có mặc được. Vĩnh Ân, cháu mặc mới đẹp. Cháu cứ nhận đi. Bác gọi cháu là Vĩnh. Bác còn có việc, bác về trước nhé. Chúng ta còn có cơ hội gặp mặt nhau. Tạm biệt. Vĩnh Ân. Thank you.
ngọc bội của mình chắc không phải rơi trong lớp dao đồ ăn đấy chứ. Cô đi đâu vậy? Mưa rồi, cẩn thận người đi đường đấy. Lùi lại, lùi lại. Cô gái, cầm lấy ô này. Cảm ơn. Đi thôi. Phu nhân, có thư của lão gia, cầm vào đi. Má Lý, được rồi, bà lui xuống đi. Mẹ. 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 Sao vậy? Châu Toàn gửi thư đến, nói Dịch Ân chưa chết. Sao có thể chứ? Không phải nói bị nổ chết rồi sao? Đúng vậy. Không phải Kỳ Túng tận mắt nhìn thấy hay sao? Đúng vậy. Hơn nữa còn đến đây để nhận tội. Trời ơi, số cuộc là có chuyện gì vậy? Cô đi nói với cha, để cha đứa trẻ ngốc này. Chúng ta khó khăn lắm mới đuổi nó ra khỏi nhà chúng ta, để nó biến mất. Khó khăn lắm mới sắp xoay mình được. Sao đây, cô còn muốn nó quay lại? Chúng ta lại quay lại như trước đây sao? Nhưng mà cha vì cái chết của Vĩnh Ân, ngày nào cũng sống trong đau khổ. Nếu như để cha biết Vĩnh Ân còn sống thì ông ấy sẽ không bày vẻ mặt đó suốt ngày nữa. Cuộc sống của chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Tốt hơn sao? Đến bao giờ cũng mới trưởng thành được đây? Nếu như để cha con biết chuyện đó thì còn sống được chắc. Bộ đồ trên người con cũng đẹp đấy. Là ai mua vậy? Đường Định Lượng mua cho con sao? Không phải. Đường Định Lượng này thực sự không biết rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì. Mấy hôm trước còn đang tỏ tình với con, nói muốn cưới con. Mấy hôm nay không thấy bóng dáng đâu. Lúc nóng lúc lạnh. Con lười để ý tới anh ta. Bộ đồ này là Đường phu nhân tặng đấy. Đường phu nhân. Hai mẹ con nhà này rốt cuộc đang làm gì? Ai biết được chứ? Hoặc có lẽ muốn thử con đấy, xem có phù hợp làm con dâu nhà họ Đường không. Mẹ, con nói mẹ nghe, kỳ lạ hơn nữa là Đường phu nhân đó, bà ấy đột nhiên gọi con là Vĩnh Ân, còn vô cùng nhiệt tình nữa. Còn nói sau này sẽ thường xuyên gặp mặt, gọi con là Vĩnh Ân sao? Sao bà ấy lại biết Vĩnh Ân? Bà ấy có mối quan hệ thế nào với Vĩnh Ân? Sao con biết được chứ? Không có hứng thú. Dù sao cho dù thế nào, chỉ cần được phu nhân đó công nhận con thì hôn sự con gả vào Đường gia mới không có vấn đề gì. Cô Vĩnh Ân, đã nửa đêm rồi cô làm gì mà không ngủ? Sao cô ướt hết cả người vậy? Cô Vĩnh Ân,
Có ai ức hiếp cô sao tôi đi đánh hắn? Nhất định là bị người khác nhặt mất rồi. Cô mất đồ sao? Cô mất gì vậy? Là một miếng ngọc bội. Cũng không biết có phải hôm nay đến tiệm ngọc giao cơm làm rớt mất không. Vậy mua lại thôi. Không thể mua được đâu. Đó là thứ duy nhất mẹ tôi để lại cho tôi. Là độc nhất vô nhị. Bây giờ tôi sẽ mất liên hệ với bà ấy mãi mãi rồi. Cô đừng khóc nữa. Cô khóc, tôi cũng muốn khóc đấy. Cô đừng khóc nữa. Lai Phúc không ở đây sao? Sáng dậy tôi đã không thấy cậu ấy đâu rồi. Vĩnh Ân, Vĩnh Ân, Vĩnh Ân, Vĩnh Ân à, anh xảy ra chuyện gì vậy? Vĩnh Ân, cô xem, đây có phải miếng ngọc của cô không?